giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng. Rồi hôm nay cô được đi là cô rất hân hạnh đấy, vui sướng nhất đấy. Không khí ngày hôm nay thì cô đã cảm thấy nó có một cái gì đấy nó náo nức, rồi nó rộn ràng từ khi bắt đầu chuẩn bị đi. Đối với cô là cả tuổi trẻ hầu như gắn liền với cái thể loại nhạc này. Rất là nhiệt huyết để đón chào cái đêm nhạc đêm nay của Đàm Vĩnh Hưng. Anh là người đào tạo về thanh nhạc nên các con anh cũng có các cái cảm nhận về âm nhạc khác nhau. Các bạn bé nhà mình thì rất là yêu âm nhạc, thế nên là các con muốn được đi xem ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát để có thể học theo này, để bắt chước này, một thần tượng ngưỡng mộ. Dạ con chúc chú luôn mạnh khỏe, luôn vẫn hát hay và nhiều sức khỏe. Tới với lại đêm nhạc ngày hôm nay thì cái không khí hồi tưởng từ những cái không gian bày trí ở trong trung tâm hội nghị quốc gia khiến cho mình cảm thấy hào hứng và hồi hộp, và rất rất đang mong chờ đến cái đêm nhạc để được nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như là những người bạn của anh hôm nay trình diễn. Lúc mà mình đến đây thì mình đã thấy là mọi người rất là đông từ ngay ở chỗ cổng vào rồi. Mình có một điều mình khá là bất ngờ, đấy là không chỉ là có các khán giả với cái độ tuổi là bậc bố mẹ của mình mà còn có rất là nhiều bạn trẻ. Vì thế mình thấy là nhạc của chú Đàm đã đến gần hơn với các bạn thanh thiếu niên, và đó là một điều mà tích cực mà nhờ những nét nhạc xưa mà nên có. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu trở nên ngôi. Một đêm nhạc thăng hoa và tuyệt vời luôn. Thật sự không nghĩ tưởng tượng nó tuyệt vời đến vậy. Xem xong thì thấy là nó gợi lại cho mình những cái kỷ niệm ngày xưa, những cái băng cassette cũ ngày xưa, cái thời xưa. Nhà mình nghe cái băng cassette đấy rất là nhiều bài hát, cái lời đấy gần như đã thuộc rồi. Nhưng mà hôm nay anh Hưng anh ấy làm mashup lại nó khá là mới. Nó mang cái âm hưởng ngày xưa nhưng mà lại qua cái giọng hát của anh ấy với cái cách làm mới. Thì là mình thấy là để lại nhiều cảm xúc. Mình ở lại đến cuối cùng bởi vì là mình rất là, nói chung là rất là cảm xúc với cái show này. Chỉ có dùng hai từ đó là tuyệt vời, bởi vì được nhìn thấy tất cả hình ảnh của mình ở trong đó, cũng như là những bài hát mà đi cùng năm tháng của chúng mình thời thanh niên. Amazing. He's so energetic, so I never feel sleepy, and it's my second time in this show, and I always feel love for him. I like to come here, and maybe I will keep coming. Chú rất ấn tượng với bản nhạc tuyệt vời, và giọng ca của Hưng và của cô Lê Uyên nữa. Danh ca Lê Uyên thì rất là nhiều tuổi, nhưng bà vẫn giữ được phong độ và bà làm tôi rất là xúc động. Mình là Hương, fan ruột của Đàm Vĩnh Hưng hơn 30 năm nay, từ khi mà cô con gái thứ hai còn chưa ra đời cơ. Thế bây giờ cô con gái thứ hai là đã cũng 27-28 rồi. Đã là dạ khúc cho tình nhân thì là phải mãi mãi. Với một khán giả ruột đấy như cô thì cô mong rằng là cái những đã gọi là dạ khúc là phải mãi mãi, và được nhiều cái chương trình như thế này nữa của Đàm Vĩnh Hưng, để cho những người khán giả, những fan cứng, những người yêu thương Đàm Vĩnh Hưng bao nhiêu năm nay lại được tiếp tục nghe những giọng ca ngọt ngào và tha thiết đấy, như một lâu đài tình ái âm nhạc mà Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến cho mọi người.